và các bạn vừa được thưởng thức chất âm của cặp loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp JBL model 4731A còn đang mới long lanh như khui thùng, với uy lực dư thừa, tiếng trầm mạnh như sấm và hệ thống trung âm cũng như check thể hiện chi tiết đến từng nốt nhạc như chúng ta vừa được thưởng thức trước máy quay, cho cặp loa nặng tới 82 kg và công suất ở ngưỡng 1200W, sở hữu bát 40 từ 22 côn 100 cũng như quả kèn khủng trên model JBL 4731A mới và đẹp số 1 tại Việt Nam. Xin mời quý vị cùng mang tai nghe và chúng ta cùng thưởng thức tiếp theo một vài đoạn nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay từng test trên kênh, và quý vị sẽ thấy được sự lợi hại của cặp loa với chất âm 2-in-1, vừa nghe các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại và karaoke chuyên nghiệp, và đặc biệt rằng chúng ta sẽ không tốn kém tiền đầu tư súc và trầm, bởi tiếng bát đánh dư thừa, trầm của nó xuống sâu, đánh bay tiếng, uy lực mạnh mẽ cũng như sự thể hiện chi tiết và ngọt ngào đến từng nốt nhạc. Ai có tai phone xin mời quý vị trải nghiệm qua tai phone. Có thể cảm nhận thấy sự thể hiện tê tái đến từng nốt nhạc trên cặp loa còn đang mới tinh như khui thùng. Xin mời quý vị cùng ngắm nhìn lại một lần nữa cho cặp loa mới và đẹp nhất Việt Nam mà chúng ta từng thấy trong model này. Với cấu hình trước máy quay, quý vị vừa được thưởng thức chất âm và ngắm nhìn cặp JBL 4731A đến từ California, Mỹ. Model được Mỹ sản xuất cho thị trường của Mỹ và thị trường của Đan Mạch. Sở hữu phần thùng gỗ ván ép bạch dương chịu nước cũng như tông màu xám xanh đẹp và sang trọng nhất hãng trên cặp 4731A. Sở hữu chiều cao 85, ngang 56,5 và sâu 40, nặng tới 82 kg và công suất trung bình ở ngưỡng 1200W với độ nhạy cao 125 dB, trở kháng 8 ohm. Được trang bị 2 bát có cấu hình khủng của hãng, gồm một bát siêu trầm 2226HPL xương đúc từ 22 côn 100 còn mới tinh. Chúng ta đừng có thể ngắm nhìn ở tôi đi cận cảnh mới hay không, và chúng ta quan sát thực tế nhất, không thể mới hơn, dù rằng quý vị nhìn thấy bất kỳ cặp loa nào ở địa bàn trong nước. Đây nó là những cặp loa siêu tầm trên kênh của mình, và vậy chúng ta sẽ miễn bàn luận. Bát 40 từ 22 côn 100, hai ống hơi đường kính phi 160 cho mỗi ống hơi, mang lại cho lực đánh của giải trầm mạnh vô địch cùng phần khúc. Phần bên trên là một quả kèn với đường kính chiều ngang của nó gần 50, cao khoảng 20, củ 16, đều trang bị củ đời 4 số nổi tiếng của hãng với model 2426G. Anh em thấy rằng tiếng của nó thể hiện cực kỳ là phê, phê đến từng nốt nhạc luôn, tất cả mới tinh luôn.
Từng con ốc trên cặp loa này đều được trang bị bằng đồng vàng, gọi là đồng thau, và được xi mạ kẽm phía bên ngoài. Đó. Ốc bắt kèn, ốc bắt bát hay ốc phía sau lưng đều là bằng đồng. Không có một cặp loa nào mà được làm từng con ốc bằng đồng đâu. Quý vị cứ yên tâm một điều như vậy. Bên trên đây nó có một cái lắp bịt, và bên dưới nó có một cái lắp và nó có lỗ cắm chân. Quý vị có thể để cắm lên chân hay cắm lên trên các thiết bị của các phòng thu âm, hay là các cái bar hay các vũ trường. Logo bên hông, JBL còn trắng tinh, hai tay cầm nằm bên hông. Chúng ta ngắm nhìn tiếp theo. Sau lưng, trên dưới, kể cả thậm chí dưới đáy còn đang mới tinh. Nguyên từng một dàn ốc này đều là bằng ốc bằng đồng hết, và nó được mạ một lớp sơn tĩnh điện ở phía bên ngoài màu đen, nhưng tất cả đều là đồng thau, đồng vàng. JBL 4731A đến từ California, Mỹ, sản xuất cho thị trường Đan Mạch. Hai rắc niu trích to, một in và một out. Đó, input chúng ta có thể chơi cả tách giải cho giải trầm cũng như giải kèn, đấu bằng rắc 4 chân. Mới nồng nành, thơm phức. Xin thưa với quý vị rằng theo tiêu chí 2 trong 1 để vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Nhất là khi mà chúng ta đầu tư những dàn nhạc 2 trong 1, và những anh em kỹ tính sành chơi thì người ta luôn tìm kiếm được những cái cặp loa đẹp khủng như thế này. Mất một lần mua không phải mất công đổi trác, rất là tốn kém và cũng chẳng tốn tiền mà đầu tư thêm thiết bị này thiết bị khác, ví dụ như là súp và trầm hay loa nời. Với những cặp loa này thì chúng ta chơi cho các phòng khách lớn hàng trăm mét vuông nời của nó karaoke, nó là dư thừa, uy lực bát, khỏi cần súp. Đó, lưu ý quý vị rằng chúng ta không cần đến súp là gì, bởi vì cái tiếng của nó rất là mạnh, bát nó xuống sâu, đánh rất là bay tiếng, nên là chúng ta sẽ không cần súp nữa. Đó, chỉ ở việc ghép đẩy vang mic vào là chơi thôi. Và cũng là những cái cặp loa mà theo tiêu chí của tôi và rất là nhiều quan điểm của anh em thì bỏ ra đồng tiền xứng đáng với đồng tiền bát gạo của mình. Ví dụ mua một thiết bị nào đó thì khi mà chúng ta mua thì quý vị nên cân nhắc đó, mua được nó đẹp zin mà nó còn mới như thế này, mặc dù giá tiền thì mua giá tiền bãi. Đó, chúng ta không bị lãng phí, không bị tuốc giá đó. Và nhiều vấn đề khác kèm theo. Rất là nhiều những anh em thì đã va vấp rồi. Và vậy theo cái tiêu chuẩn này trên kênh của mình thì mình sưu tầm những cái cặp loa cho anh em thì rất là đẹp đó. Tôi không mua được đẹp mới nguyên thùng thì mua ship từ Mỹ hay từ các nước châu Âu hay là Nhật về thì nó đắt, theo giá hãng nó đắt quá thì không nói ạ. Còn theo hàng bãi thì cứ mới như thế này mà tìm thì sợ là không tìm được thôi. Cũng nhiều khi thì nó không nhiều. Lựa chọn tìm kiếm được rất là khó. Bởi vậy khi mà chúng ta mua bán thì anh em thấy được rằng những món đồ nào đáng chơi và đáng sưu tầm chắc chắn anh em đã thấy rõ. Xin chân thành cảm ơn. Anh em quan tâm để lại tin nhắn dưới phần bình luận hoặc can để số điện thoại trên kênh để được hưởng ưu đãi tốt nhất trên kênh của Toàn Audio Nam Định.